Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản mua bán giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance với mức phí được giảm 10% trọn đời. Chi tiết xem ở phần mô tả. Và thông tin ngày hôm nay, hầu hết những đồng altcoin đều đang đi cùng xu hướng với Bitcoin, và đương nhiên Cardano cũng không phải ngoại lệ. Cardano đã đạt đỉnh cao nhất là 2,47 USDT mỗi đồng vào ngày 16 tháng 5 theo giá trên sàn Binance, và sau đó đã giảm xuống mức thấp nhất vào ngày 19 tháng 5 với mức giá khoảng 1 USDT. Từ mức giá này, Cardano bật tăng trở lại lên 1,89 USDT vào ngày 3 tháng 6, trước khi giảm xuống chỉ còn khoảng 1 USDT một lần nữa vào ngày 22 tháng 6. Hiện tại, Cardano đang giao dịch ở mức 1,365 USDT mỗi đồng vào ngày 3 tháng 7. Tính đến thời điểm này, đồng Cardano đã giảm 44,65% trong mùa downtrend này. Tuy nhiên, nếu so sánh Cardano với các altcoin khác, có thể thấy đồng coin này đã phục hồi rất tốt. Ethereum hiện tại cũng đã giảm 51%, hay BNB cũng đã giảm 58%. Bitcoin cũng giảm tới 48% so với đỉnh của nó. Có thể thấy mức giảm 44,65% của Cardano là mức giảm tương đối thấp so với các đồng coin top. Hiện tại thị trường đã ổn định hơn và dòng tiền đang dần quay trở lại. Một bài viết trên invest.com nhận định Cardano sẽ tăng giá trong thời gian tới. Tác giả bài viết chỉ ra Cardano đã hình thành mô hình cốc tay cầm trên biểu đồ tuần. Giá của ADA cũng đang di chuyển trên đường MA25 và MA50. Đây thường là dấu hiệu của sự tăng giá trong thời gian tới. Một bài viết trên CryptoSlay có tiêu đề "Một thỏa thuận lớn khác của Cardano đang được thực hiện ở châu Phi". Vào cuối tháng 4, các nhà phát triển Cardano Input Output Global đã công bố các thỏa thuận hợp tác quan trọng với chính phủ Ethiopia và Tanzania. Nhưng giám đốc thị trường châu Phi của IOG, John O'Connor, tiết lộ rằng một hợp đồng quan trọng khác đang được thực hiện. Trọng tâm của thương vụ Tanzania là xây dựng cơ sở hạ tầng, có khả năng mở rộng kết hợp với Work Mobile. Dự án dự định cung cấp truy cập Internet di động cho Tanzania, đồng thời cung cấp nhận dạng kỹ thuật số để tạo cơ sở cho sự phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù O'Connor đang giữ im lặng về các chi tiết cụ thể của thỏa thuận mới, nhưng ông đã tiết lộ rằng nó liên quan đến các khoản thanh toán và tài chính mở. Thêm 1 triệu người dùng tham gia mạng Cardano. Vào đầu tháng này, O'Connor đã tweet về việc đưa thêm 1 triệu người dùng vào hệ sinh thái Cardano. Tuy nhiên, ông đã đề cập đến việc triển khai hợp đồng thông minh Alonzo sắp tới và cách thỏa thuận này sẽ sử dụng tính năng này. Ông tiếp tục nói rằng điều này đặc biệt liên quan đến các khoản cho vay vi mô và các khoản vay thế chấp. Tin tức này chắc chắn là một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng Cardano như một mạng lưới blockchain toàn cầu. Một thông tin nữa cũng rất tốt với những người nắm giữ Cardano, đó là quỹ Grayscale đã mua một lượng lớn Cardano, và đồng tiền này đã được Grayscale phân bổ số vốn lớn thứ 3 trong danh mục đầu tư của họ. BTC vẫn là đồng thống trị, chiếm 67,47% quỹ, ETH đứng thứ 2 với 25,39%, trong khi Cardano là thành phần lớn thứ 3 của quỹ, chiếm 4,26% danh mục đầu tư. Tiếp theo là BCH với 1,03%, LTC với 0,99%, và LINK là đồng tiền nhỏ nhất với 0,86%. Sự phát triển này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Cardano vì nó sẽ đưa đồng tiền điện tử lớn thứ 5 theo vốn hóa thị trường đến với nhiều nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ hơn. Cardano đang chuẩn bị khởi chạy các hợp đồng thông minh trên hệ sinh thái blockchain của mình. Trong một động thái mà công ty mẹ của nó, IOHK, cho biết cuối cùng sẽ đưa Cardano ngang bằng và thậm chí đi trước các nền tảng hợp đồng thông minh tương tự như Ethereum, Solana hay Polkadot. Một bài viết trên CryptoPotato thống kê giá trị đồng ADA đang được staking trên mạng lưới Cardano lên tới hơn 30 tỷ đô la. Thống kê này được đưa ra bởi Puntun cho thấy Cardano là mạng lưới blockchain có vốn hóa cao nhất theo giá trị stake, đứng thứ hai là Ethereum với hơn 12 tỷ đô la. Và mới đây, trên kênh YouTube BitBoy Crypto của Ben Armstrong, tác giả và nhiều chuyên gia cũng nhận định sau có một đợt insane price rally imminent, có nghĩa là một đợt tăng giá điên cuồng của Cardano. Video này khá là dài và bằng tiếng Anh, nếu các bạn có thời gian thì có thể xem để biết thêm thông tin. Đại khái là họ cũng nêu ra những phân tích dựa trên biểu đồ giá của Cardano và những thông tin như mình cập nhật ở trên, hầu hết đều nhận định rằng Cardano sẽ có một đợt tăng giá mới trong tương lai. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin hôm nay mình mang lại. Mình chỉ là người cung cấp thông tin và sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về đầu tư. Tham gia vào thị trường tiền điện tử có rủi ro rất cao, các bạn cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Và thông tin ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.